Một tuần kiểm tra mỗi một cái cục này như nào你们都有电工证了吗？这些公司都知道了吗？好，小人物的客户对吗 ？OK。好 ，OK。一个礼拜量一次，把图片画出来。啊，你在检查的时候，一个在测量，一个在测量，把数值发出来。啊，好吧，把图片发出来啊，记住了吗？这个要擦一下啊，你在保养地方嘛啊，这个里面的不干净的东西。 打开看。这个里面有灰尘的，可以扫一下啊。然后这里有一张表，发电机的啊。这个你把这东西把它做好，像它一样，把它夹在这里面，像那个夹子一样，那个夹子。Đây dưới nó là đây tất cả. Nhưng mà bên này nó có hai ấy, hai tổ. À, thấy được không? Biết không ạ? Biết không? À, 下个月我这是12月份嘛，下个月是2021嘛，啊，这个跟那个是一样的嘛，啊，清楚了？có gì hết có hết là nó chưa có giấy ấy thì đổi cái số 0 số 1 thì viết đi số 1 thì được mà. Đó. Này cái này, này thì muốn làm cái này. À. Ta写错了嘛？你看，他乱写嘛。290他这全部省了嘛？对对，你要写这里来，今天16，明天写这里嘛。啊。啊，他几天没填了？你看。15/12hôm nay 16 à? 16 rồi. 对啊，他2天没填了，看到没有？啊。 Bỏ đi, bay hôm nay ngày 16 thì mày chỉ làm ghi cho nó. Thì là Windows 多少填一下？多少？238，环境温度。OK là bao nhiêu? 096。Bên này là 098. Cái kia vòng 098 098 bên bao nhiêu vốn rồi? 400 400 38 ấy. Giờ tao là 3.9 thì 400. Cái này nó là điện áp mấy kia nó đều là 400 tất. Cái này gì? 400 là nó quá khỏe. Thì đó anh tên này ký đâu.哎，你看填两边啊，你两个时段呢，你现在填了吗？啊，知道吗？啊，一轮填的快递的。这两个时段今天就填了吗？这个一步三，那一步九，知道吗？看是一样的啊，这边打开看那边，这。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn